Thưa quý vị, cuối tháng 12 năm 2022, tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10, Nghị quyết 34 quy định chế độ hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025 đã được thông qua. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chi gần 890 tỷ đồng để hỗ trợ cho gần 9.000 nhân viên y tế đang công tác tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh. Sau gần 2 năm đi vào thực tiễn cuộc sống, Nghị quyết 34 đã chặn đứng làn sóng nhân viên y tế nghỉ việc giúp họ ổn định cuộc sống. Năm 2025, Nghị quyết 34 sẽ hết hiệu lực. Với hiệu quả thiết thực mà Nghị quyết mang lại trong việc sốc lại ngành y tế Đồng Nai sau đại dịch COVID-19, lực lượng y tế đã bày tỏ mong muốn được kéo dài thêm chính sách này để tiếp tục yên tâm công tác. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Bây giờ chi phí nhiều cái nó cũng tăng lên, rồi lo cho con, cho cái rồi, cho nên là một tháng mà thêm 2 triệu rưỡi là còn hơn cả tiền trực của tụi em á. Nhưng mong muốn của tụi em là được hỗ trợ lâu dài. Đây không chỉ là nguyện vọng của điều dưỡng Sương mà còn là mong muốn của nhiều nhân viên y tế khác. Nghị quyết 34 như một làn gió xoa dịu nỗi vất vả, động viên cán bộ, nhân viên y tế nỗ lực hơn mỗi ngày. Kéo dài thêm thời gian thực hiện Nghị quyết 34 cũng là mong mỏi của nhiều nhân viên y tế khác tại các cơ sở y tế công lập trong thời điểm này, khi năm 2025, Nghị quyết sẽ hết hiệu lực. Thì ví dụ như trước đó thì lương bổng của mình thì chưa có được cao, thì mình phải tập trung đi làm thêm. Ví dụ mình ngoài những giờ làm ở trong bệnh viện thì mình có đi làm thêm ở các phòng khám hoặc là đi khám sức khỏe thêm ở ngoài, thì bây giờ nếu có thêm một cái số chi phí nhỏ, một cái hỗ trợ nhỏ như vậy nữa thì mình bớt đi được cái thời gian làm thêm và mình tập trung cho công việc tại khoa và tập trung cho chăm sóc gia đình ở nhà. Bây giờ mình mà được cái tiền hỗ trợ đó thì càng lâu càng tốt. Nhân lực trẻ đang về làm việc tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai ngày càng đông, và ở chính cái lực lượng này sẽ là lực lượng sẽ thay thế cho những cái lực lượng thiếu sót trước đó, và cũng là triển khai những cái kỹ thuật mới trong khoảng thời gian 3 đến 5 năm tới. Hy vọng là đời sống anh em sẽ được đảm bảo tốt hơn để cho anh em có thể an tâm công tác giống như thời gian vừa qua đã được sự hỗ trợ của chính quyền. Với các cấp quản lý, Nghị quyết 34 không chỉ là chìa khóa giải quyết vấn đề cấp bách về nguồn nhân lực phục vụ khám chữa bệnh mà còn hỗ trợ rất lớn về mặt tài chính cho các đơn vị y tế công lập, nhất là các đơn vị đang tự chủ tài chính sau đại dịch COVID-19. Đối với bệnh viện mà tự chủ, tức là tự chi thường xuyên như hiện nay, thì cái đó là một cái nguồn rất là quý báu để mà coi như là hỗ trợ cho nhân viên trong cái giai đoạn này. Nếu như mà được kiến nghị thì tôi cũng kiến nghị là nên kéo dài thêm vài ba năm nữa, ít nhất cũng phải 2 năm 3 năm thì nó sẽ trọn vẹn hơn. Trong năm 2025 thì chúng ta ngành y tế chúng tôi sẽ phải có một cái tổng kết đánh giá cái hiệu quả của Nghị quyết 34 và đánh giá một cách toàn diện những cái khó khăn, thuận lợi khi mà không có nghị quyết không tiếp tục, cũng như là những cái khó khăn về phát triển ngành, về kinh tế xã hội tổng thể, thì lúc đó chúng ta mới có thể có cái quyết định chính thức là xin kéo dài hay không. Thời gian qua, Đồng Nai đã có nhiều nghị quyết dành riêng cho ngành y tế như hỗ trợ đào tạo nhân lực hay thu hút nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, Nghị quyết 34 vẫn là quyết sách phát huy hiệu quả lớn nhất giúp ngành y tế vực dậy. Do đó, việc kéo dài thêm Nghị quyết 34 sẽ tiếp tục góp phần giúp ngành y tế có thêm thời gian để ổn định và phát triển, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.